truy bắt thanh niên đâm bạn gái tử vong trong khu công nghiệp. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang truy bắt nghi phạm sát hại cô gái trẻ trong khu công nghiệp vào đêm qua. Ngày 21 tháng 4, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, phòng cảnh sát hình sự đang cùng công an thành phố Từ Sơn truy bắt nghi phạm gây ra án mạng tại khu công nghiệp Đại Đồng. Theo nhân chứng, vụ việc xảy ra tối ngày 20 tháng 4, khi cô gái vừa ra khỏi cổng của một công ty trong khu công nghiệp Đại Đồng thì bị bạn trai dùng dao đâm tử vong. Sau khi gây án, nam thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.